Nhân tiện có rất nhiều hàm để xử lý trong mạng. Các bạn có thể xem ở dưới đây. Và các bạn có thể thấy này, ví dụ tôi nhấn vào bốp, sau đây tôi nhấn ngoặc. Đấy, định nghĩa của hàm ở đây luôn. Remove the last element này, tức là sẽ xóa phần tử cuối cùng trong mạng. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với khóa học TypeScript cơ bản. Chúng ta sẽ tiến hành chữa bài vào hôm trước. Hôm trước là chúng ta sẽ điền vào dấu ba chấm, tạo một biến x và tắt tính năng kiểm tra kiểu. Thì chúng ta sẽ điền vào ba chấm ở đây là gì? Đấy chính là any. Chúng ta khai biến kiểu any cho x thì x sẽ có thể gán cho bất kỳ giá trị nào, có thể gán cho string rồi chuyển qua số và kiểu boolean. Chúng ta sẽ đến với bài học ngày hôm nay. Đầu tiên thì TypeScript có cú pháp cụ thể để nhập mạng. Chúng ta có thể gán giá trị cho mạng lúc khởi tạo mạng, hoặc có thể dùng hàm bút để thêm một giá trị ở vị trí cuối trong mạng, hoặc dùng bốp để xóa đi phần tử cuối cùng ở trong mạng. Chúng ta sẽ đi vào phần thực hành. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo mới một file. New file, là tên là mạng.ts. Đây, chúng ta sẽ lưu cùng folder với các file này. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ học cách khai báo mạng. Chúng ta sẽ dùng cú pháp let tên của mạng. Tôi sẽ đặt là mở số, tức là mạng số. Kiểu của mạng là kiểu string. Và chúng ta sẽ khởi tạo. Sau đấy thì chúng ta sẽ boot dữ liệu vào. Mở số. Cách boot. Chúng ta thêm giá trị 1. À xin lỗi các bạn, mã số chúng ta sẽ dùng kiểu là kiểu number. Rồi. Chúng ta sẽ nhập các số là 1, 2, 3. Sau đây chúng ta sẽ in ra màn hình tất cả giá trị của mạng. Rồi, chúng ta sẽ mở folder trong CMD. Chúng ta sẽ cùng thử chạy lệnh ở trong PowerShell, ở trong TypeScript xem. Ok. Chúng ta sẽ có lệnh tsc mạng.ts. Như vậy là chúng ta chưa cấp quyền được để chạy lệnh cmd ở trong này. Tôi sẽ tìm hiểu và hướng dẫn các bạn sau. Bạn nào mà mới biết biết cách có lệnh ở trong Visual Studio Code thì hãy comment bên dưới cho mọi người nhé. Trong PowerShell này. Chúng ta sẽ review in file browser, mở
ở trong thư mục và chúng ta sẽ dùng cái cũ thôi, CMD ở đây, và chúng ta sẽ bắt đầu có lệnh TSC mạng chấm TS. Đã build thành công, chúng ta sẽ chạy file node mạng chấm js. Vậy là đã in ra ba phần tử của mạng 1, 2, 3. Tiếp tiếp đến thì ta sẽ xóa thử phần tử của mạng đi bằng cấu trúc bob. À, nhân tiện có rất nhiều hàm để xử lý trong mạng, các bạn có thể xem ở dưới đây và các bạn có thể thấy này, ví dụ tôi nhấn vào bob, sau đây tôi nhấn ngoặc, đấy định nghĩa của hàm ở đây luôn, remove the last element này, tức là sẽ xóa phần tử cuối cùng trong mạng. Ok, chúng ta sẽ cùng in ra. Bây giờ kết quả mong muốn của chúng ta sẽ là in ra chỉ số 1 và số 2 thôi, vì số 3 đã xóa hết rồi. Chúng ta sẽ cùng build lại. Và chạy xem kết quả thực tế có giống kết quả mong muốn của chúng ta không. Đây, chỉ in ra 2 phần tử thôi, đúng như chúng ta đã dự đoán rồi. Từ khóa literally khi gắn cho mạng thì có thể ngăn mạng thay đổi giá trị. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào ví dụ với từ khóa readonly. Đây, từ khóa readonly sẽ trước kiểu của mạng readonly. Sau đấy thì các bạn có thể thấy là lỗi ngay ở dưới này. Priority put không thể tồn tại trong tay read-only. Kiểu read-only này thì sẽ giữ nguyên các phần tử ở trong mạng. Ví dụ tôi khởi tạo luôn là có một phần tử là không đi. Dưới sẽ không thể nào put hoặc pop phần được nữa. Này mạng của chúng ta sẽ chỉ có một phần tử là phần tử không duy nhất. Sự suy luận TypeScript có thể suy ra kiểu của một mạng nếu mạng đấy có giá trị. Ok, chúng ta sẽ cùng đi đến ví dụ cho lý thuyết cuối cùng ở trong bài mạng của TypeScript này. Đấy là tự nhận kiểu. Ví dụ như ta sẽ không để kiểu number nữa. Chúng ta sẽ gắn luôn giá trị như thế này. Thì mạng của chúng ta cũng sẽ tự hiểu đây là mạng số. Chúng ta sẽ cùng build và chạy xem nó hoạt động bình thường không. Đây là hoạt động bình thường. Mạng số mà chúng ta lại boot vào string thì sẽ ra sao? Chúng ta hãy cùng test 4 đi. Hệ thống biên dịch sẽ báo lỗi luôn là không thể thêm giá trị string vào một mảng number. Chúng ta cùng đi đến với phần bài tập. Các bạn hãy điền vào chỗ trống làm sao cho chúng ta có thể khởi tạo mảng ở trong TypeScript. Chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video.
Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.